Hello, xin chào quý các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường Hưng Đạo Vương, cái hướng này đi từ ngã 5 công viên Biên Hùng đi về hướng ngã Bà Thành quý vị. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, ngày 15 tháng 11 năm 2021, bây giờ khoảng 8 giờ hơn 8 giờ sáng. Vậy là thấm thoát qua đi đã hết nửa tháng 11 rồi quý vị, rất là nhanh. Sắp sửa hết năm đến nơi rồi. Hôm nay Phú đang có mặt tại đây để cập nhật tình hình, chia sẻ quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ nhé. Đường Hưng Đạo Vương hướng ra ngã Ba Thành. Ngay đây là hẻm Tịnh Độ. Đường Hưng Đạo Vương. Đây đây thì chúng ta có tiệm bánh kem Siêu Siêu nổi tiếng ở đây. Thì theo như thông tin của Sở Y tế cập nhật sáng ngày hôm nay thì Biên Hòa có tin vui quý vị. Tin vui là vì sao? Tin vui là vì số ca nhiễm đã giảm đáng kể. Theo thống kê thì đến sáng ngày hôm nay số ca nhiễm nó chỉ còn lại là hơn 500 ca thôi các bạn, hơn 500 ca, một con số đáng mừng. Thì trong rất là nhiều video trước cũng hay nói quý vị là số ca nhiễm của tỉnh Đồng Nai là 1.000 ca hoặc là hơn 1.000 ca, còn ít nhất phải gần 1.000 ca. Thì sáng ngày hôm nay theo thông tin của Sở Y tế thì chỉ còn là hơn 500 ca thôi, rất là tuyệt vời các bạn ha. Đây là số ca nhiễm của toàn tỉnh. Đây là khu vực ngã Ba Thành. Cũng sẽ rẽ qua tay trái nha quý vị. Rẽ qua tay trái chúng ta đi trên cái đường Phan Đình Phùng. Hướng này cũng sẽ đi về chợ Biên Hòa quý vị. Sáng ngày hôm nay cũng lại đưa quý vị đi lang thang một vòng. Chúng ta đi vào xem thử là chợ Biên Hòa hôm nay như thế nào. Đây là một cái điểm nóng của thành phố Biên Hòa và Phú sẽ cố gắng thường xuyên cập nhật tình hình ở đây để chia sẻ với quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ nhé. Đây là đường Phan Đình Phùng quý vị. Hôm nay Phú đi từ cái đường Hưng Đạo Vương đi qua chứ không đi từ cổng 2 Dốc Sỏi. Đây là Sở Y tế. Sở Y tế của tỉnh Đồng Nai đây nè. Đó, mọi thông tin là từ đây người ta phát hành ra hết. Bên này là phở Tứ Hải các bạn. Thì mỗi một ngày đọc báo, xem tin tức, cập nhật tin tức, thấy số ca nhiễm mà nó tăng lên thì buồn lắm. Mà hôm nay rất là phấn khởi quý vị. Số ca nhiễm nó tụt xuống như vậy là tuyệt vời rồi. Hy vọng rằng nó sẽ tụt hết về luôn. Đó. Còn bên phía bên này là vịt quay Hạnh Phúc nè. Vịt quay Hạnh Phúc. Ôi chỗ này sao đông xe thế. Chứ số ca nhiễm mà cứ tăng lên thì buồn lắm quý vị. Thật là đáng sợ nữa. Chúng ta đi ra tới đây thì nó giao nhau với đường Cách Mạng Tháng 8. Cũng sẽ đi qua đường luôn, đi thẳng qua bên phía bên kia là đi vào cái đường Nguyễn Thị Giang, hay còn gọi là đường Cô Giang. Cũng hay gọi vui là phố Bánh Vàng á. Đây các bạn, phố Bánh Vàng nè. Toàn là tiệm vàng không à. Đi thẳng cái đường này chúng ta đi vào cái đường Nguyễn Thị Hiền rồi đi vào chợ Biên Hòa nhá. Được quý vị đi dạo quanh vòng chợ Biên Hòa xem tình hình hôm nay thế nào. Rồi chúng ta sẽ đi vào con đường thứ nhất là đường Lê Thánh Tôn, con đường kẹp sát chợ Biên Hòa, cũng là con đường mà rất là nhộn nhịp và sầm uất. Xem là tình hình hôm nay thế nào, rồi xem đã nhộn nhịp sầm uất lại chưa. Sáng thứ hai bà con đi chợ cũng vắng quá,
không có đông mấy. Bán rải rác thôi quý vị ơi, bên cái đường Lê Thánh Tôn này bán rải rác thôi, không có nhiều bằng cái đường Phan Chu Trinh. Cái đường Phan Chu Trinh thì người ta bán trái cây rồi bán thực phẩm với nó nhiều. Bên này chủ yếu các đồ khô. Hiện tại thì các chợ truyền thống và chợ tự phát là vẫn chưa được bán nha quý vị. Người ta cứ bán như vậy thôi chứ còn chưa được bán đâu. Nhà người ta thì người ta bán luôn. Đây cái chỗ này, chỗ nhộn nhịp nhất là chợ Biên Hòa này, bán ở này. Nơi này là rất là nhiều những cái sạp rau củ quả. Ai cũng đi ra cái đường Nguyễn Văn Trị quý vị, bờ sông. Đây là cửa trước chợ Biên Hòa này. Và cũng sẽ đi qua cái đường Phan Chu Trinh nha quý vị. Xoài keo siêu giòn siêu ngọt. Đây đây là cái đường Phan Chu Trinh này. Ô rau quý vị ơi, cá mực rau nè, rau muống quá trời luôn, rau muống, rau cần, rau cải, đủ loại rau, trái cây này, táo, mỹ, lê, sữa. Thấy không? À, trời luôn. Bên kia nữa quý vị. Đó. Con đường bên này rất là nhộn nhịp. Chợ Biên Hòa. Đó, thấy không? Đường Phan Chu Trinh. Cứ quay bên phía này, lát nữa quay ngược lại bên kia, quay cho quý vị xem. Đó, bên phía bên này là người người nhà nhà đi chợ. Đông lắm. Đó quý vị. Chợ Biên Hòa, đường Phan Chu Trinh nha quý vị. Cô đi hết cái đường Phan Chu Trinh này, sau đó sẽ quay ngược lại nha, quay bên phía bên kia cho quý vị xem. Khu vực chợ trái cây đây. Trái cây rất là nhiều. Ồ, trên này có đám tang rồi. Ai đi lên trên này một đoạn nữa Phúc sẽ quay đầu ngược lại, quay bên phía bên kia cho quý vị xem. Đây, Phúc sẽ quay đầu ngược lại nhé. Trái cây ngon quá trời. Nói chung là người ta vẫn chỉ tập trung ở khu vực chợ thực phẩm là nhiều quý vị. Cái đó là nhu cầu thiết yếu mà. Còn trên mấy chỗ này thì cũng vắng lắm. Đây, xuống tới đây là bắt đầu là các cái gian hàng thịt. Thịt heo, thịt bò, gà, vịt gì đó. Đông vui lắm. Đó, heo quay, heo sạch. Trái cây nè, thịt heo sạch. thịt heo sạch chứ mà thịt heo dơ nha các bạn. Rồi chúng ta đi vào một vòng chợ thực phẩm đi quý vị, tình hình như thế nào nha. Tôm, cua, cá, mực, chợ thực phẩm tưng bừng đông vui. Có thấy không? Bà con tay chợ. Đấy, người ta cứ bán ven ven chợ thôi quý vị, rải rác như vậy đó. Rồi trên lề hè nhà người ta, trên vỉa hè người ta. Rau củ quả nè, trên vỉa hè nè.
tôm, cua, cá, mực nè. Đây, rau củ quả nè. Đấy. Rau củ quả, tôm, cua, cá mực, hải sản. Đấy, đủ thứ luôn quý vị. Rồi cũng sẽ ra cái đường Nguyễn Văn Trị nha quý vị. Hai bên phía này là quý vị thấy không? À, ta bán nè, ngay chỗ quán cà phê Bà Đức. À, bán quá trời rau củ quả. Ngay chỗ này phía mặt đường Nguyễn Văn Trị, sát bờ sông là các cái xe trái cây. À, xoài, keo, bao giòn, bao ngọt. Đấy. Ổi. À. 15.000 ký. Đây, tôi sẽ đi lên đây và vào một con hẻm nữa nha quý vị. Đây này, cái sạp chỗ này là quý vị thấy là lúc nãy cũng đông vui hết. Đấy. Ngay chỗ tạp hóa Đức Hà này. Đó. Đây bán rau củ quả đây đông lắm. Đấy, thấy không? Đây, tôi sẽ qua đường đi và đi vào cái đường bên này. Gà vịt, heo, gà vịt. Đường này là đường Nguyễn Hiền Vương nha quý vị. Con đường người ta bán những cái đồ khô rồi đồ gốm. Sứ, đồ cúng. Đó, đi vòng vòng chợ cho quý vị xem. Sau đó tôi sẽ rẽ qua con đường bên này đi. À, con đường bên này ta đi ra cái đường Nguyễn Trãi, ra ngã ba Phạm Lung. Cũng không có đông mấy quý vị. À, chợ cũng không đông mấy. Hôm nay thứ hai rồi, người ta đi làm chắc là người ta cũng không có đi chợ đông mấy đâu. À, đường này là đường Nguyễn Trãi quý vị. À, chúng ta ra khu vực ngã ba Phạm Lung. Bên phía bên này là khu chung cư Thanh Bình này. Tình hình tốt đẹp, bà con đi ra đường thoải mái quý vị ha. Đấy. Số ca nhiễm mà cứ giảm xuống thì bà con sẽ rất là thoải mái trong cái việc mà sinh hoạt đời sống. Chứ còn số ca nhiễm mà cứ tăng lên thì chán lắm quý vị ạ. Đây là khu vực cái ngã ba Phạm Lung này, khu rẽ tay phải. Chúng ta lại ra ngược lại đường Cách Mạng Tháng 8. Đó, tiệm vàng Kim Mai 2. Hướng này chúng ta sẽ đi về quảng trường Sông Phố, nhà thờ Biên Hòa. À, cũng sẽ đi một đoạn ở đây cho quý vị xem luôn. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ nha. Hôm nay thời tiết khá là đẹp quý vị. Trời nắng cao to. Giờ này hơn 8 giờ thôi mà nắng rất là gắt quý vị. Có thể nói là nắng mà rát người luôn á. Cái hướng này là nó bị ngược cái ánh nắng mặt trời nè. Cho nên là cái phim nó có thể là nó hơi đen, quý vị thông cảm nha. À, bên phía bên này là nhà thờ Biên Hòa đây nè. Tôi sẽ đi thẳng cái đường này đi. Đường này vẫn là đường Cách Mạng Tháng 8.
đi thẳng về hướng cầu Gành. Đấy, ngay chỗ này gọi là khu Nguyễn Du đây, trường tiểu học Nguyễn Du đây này. Đó. Khu này mà Tết người ta bán dưa hấu vui lắm các bạn. Nhắc dưa hấu là không biết là năm nay thế nào ở đây nữa. Năm nay tình hình ảm đạm quá, không biết là thế nào nữa các bạn. Sắp sửa đến Noel đến nơi rồi. Đây, tới chỗ này chúng ta sẽ đi qua cái hướng bên đường Võ Thị Sáu, ở ngã ba bên đây này, ngã ba Tùng Lý. Đây, cũng sẽ đi vào đây, đi qua đường Võ Thị Sáu nha quý vị. Khách sạn Hòa Bình, quán cà phê Thúy Nga, huyền thoại. Ô, qua này mát rồi quý vị ơi, qua này mát quá, quá tuyệt vời luôn. Bên này rất là mát. Đó. Đây là khách sạn Hòa Bình, nổi tiếng một thời ở Biên Hòa. Đường Võ Thị Sáu rất là mát quý vị, có cái dãy nhà này nó che nắng à, mát. Nãy nắng quá. Thẳng cái đường này chúng ta đi ra thì lại giao nhau với cái đường Hà Huy Giáp, hay còn gọi là cái đường đắp mới hồi xưa đó. Rồi đi thẳng qua bên kia là đường Võ Thị Sáu núi dài, hay còn gọi là khu ăn chơi bậc nhất Biên Hòa đó. Đấy. Đây, chúng ta chờ cái đèn đỏ nha quý vị. À, tới ngã tư nè, chờ đèn đỏ cái nha. Đi thôi quý vị ơi, tôi sẽ đi thẳng qua bên hướng đường Võ Thị Sáu nối dài khu ăn chơi nha. Cho quý vị xem một đoạn ở cái con đường bên chỗ này. Đó, thấy không? Buổi sáng ở đây người ta sinh hoạt. Thì hôm nay đưa quý vị và các bạn đi dạo một vòng chợ Biên Hòa cũng như là các con đường lân cận, để cập nhật xem tình hình hôm nay như thế nào, trong cái ngày mà toàn tỉnh có số ca nhiễm giảm đáng kể. Thì cái video này cũng xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an trong giai đoạn này quý vị nhé.